Rồi dịch đi. Một công việc đôi mà nhân viên cảnh sát nam và nhân viên cảnh sát nữ có một công việc mà đôi khi có thể thỉnh thoảng gặp nguy hiểm, họ phải bắt giữ tóm những người mà vi phạm luật pháp luật, thỉnh thoảng họ phải ảnh hưởng những người hoặc cố gắng làm cho mọi người bình tĩnh để làm một nhân viên cảnh sát mới. Chú chó rất thông minh, rất thông minh. Nó có thể tiếp đi. Nhân viên cảnh sát chỉ làm công việc của họ khi họ bắt giữ mọi người. Một vài người cần bị tống vào tù để làm an toàn hơn cho phần còn lại của chúng ta. Tốt. Lớp trưởng Hà My dịch tốt. Hiền Anh và Nhi dịch tốt. Dương dịch tốt. Gia Bảo và Tâm dịch cũng tốt. Nhưng mà còn riêng bạn Ngân, thầy thấy bạn Ngân như gà mắc tóc ấy. Gà mắc tóc. Nào bây giờ bạn Ngân dịch lại cái đoạn số 4 cho cả lớp nghe nào. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy xe cảnh sát ở bên cạnh của con đường. Cảnh sát chặn những người mà vượt quá tốc độ hoặc không đeo dây an toàn. Cảnh sát cảnh cáo những người. Cảnh cáo người làm sao? Từ đấy là gì? Đọc tiếng Anh lên. Warn là gì nhỉ? Warn là cảnh cáo. Cảnh cáo đúng rồi. People là gì? People. Những người. Rồi, sao? Chữ tiếp theo là gì? Chữ tiếp theo là gì? Đọc lên nào, tiếng Anh. People are. Or là gì? Or là hoặc. Hoặc đưa ra vé phạt. Tiếp đi. Chữ nào không biết thì bắt những người. Thỉnh thoảng họ phải bắt. Bắt ai? Bắt mọi người chỉ đang làm công việc của họ. Công việc của họ. Một vài người cần tống vào nhà tù để làm cho an toàn hơn cho phần còn lại của chúng ta. Chữ nào nghĩa là phần còn lại? Phần còn lại là the rest. Đúng rồi. Làm cho là chữ nào? Làm cho. Chữ nào là làm cho? Make. Đúng rồi. Chữ nào là chúng ta? Chữ of là nghĩa là gì?
của nào cả lớp, thầy kiểm tra lại nào. Bây giờ không nhìn vào giấy gập xuống. Rồi, ban nãy là dịch rồi nhưng mà vẫn có tình trạng một số theo kiểu là dịch máy móc nhớ thuộc lòng. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra từ nhá. Nếu mà thuộc từ thì mới được lên đai, được chưa? Nhá, nào. Hoặc là gì? Nếu là gì? If phản xạ nhanh, phải nhanh, phát phải ra ngay, được chưa? Thỉnh thoảng bắt giữ. Arrest, catch, đúng rồi, arrest, đúng rồi. Đồng phục. Uniform. Lái xe ô tô. Drive by là lái xe ngang qua. Rồi, bên cạnh đường. On the side of the road. On the side of the road. Đeo dây an toàn. Wearing the seatbelt. Lớp trưởng phản xạ nhanh, còn những bạn còn lại vẫn hơi chậm nhá. Phải phản xạ, học đến mức nó phải phản xạ ra được ngay, được chưa? Theo cả hai chiều. Tiếp nào. Thật là. It is. Đúng rồi. Quan trọng. Important. Đúng rồi. Đuổi theo. Chase. Đúng rồi. Đưa thầy mượn nào. Gì nữa? Vi phạm luật pháp. Nguy hiểm. Dangerous. Luyện tập. Training. Đúng rồi. Xử lý, giải quyết. Deal with. Có thể. Could. Rồi, đúng rồi. Tìm thấy. Find. Sẽ là gì? Would. Đọc là would. Đúng rồi. Ghi nhớ là gì? Trông rất đẹp. Bị lạc. I was lost. Hoặc là get. Bảo tôi. Tell me. Phải là gì? Phải làm gì đó. Phải. I have là gì? Have to. Đúng rồi. Have to chứ không phải have. Have to. Tội phạm là gì? Criminals. Đồ vật là gì? Things. Thế còn hai là gì? Dấu. Thế còn bị giấu kín? Were hidden. Gì? Partner là gì? Partner là cộng sự cơ mà. Thông minh là gì? Smart. Đúng rồi. Vượt quá tốc độ là gì? Speeding. Đưa ra là gì? Give out. Thế còn vé? Tickets. Rồi, công việc? Job. Rồi. Tống vào tù? Put in. Chữ nào nghĩa là tù? Thế còn chữ nào nghĩa là tống? Đúng rồi. Phần còn lại? The rest. Của? Chúng ta? Us. Rồi. Thế còn thậm chí là gì? Even. Đúng rồi. Muốn là gì? Want. Đúng rồi. Ok. Những cái chữ nhỏ nhỏ nó rất quan trọng nhá. Thầy đã nói rồi là bài này có gần 400 chữ. Không dễ để thuộc hết được. Nhưng mà các con nhìn chung là học rất tốt. Vấn đề còn lại là cần thời gian để ngấm hết những cái chữ này vào đầu, được chưa? Những chữ này toàn là chữ, những chữ quan trọng, không thể không biết nhá. Rồi.